vẫn sẽ có một ngôi sao cùng đến với chúng ta trong tuần lễ này, nhưng không phải là cuộc trò chuyện về sự lấp lánh của thế giới giải trí. Hãy cùng đến với Studio H9 hàng cuối tuần. Ở Việt Nam nào mà đen một cách không đồng đều như Bảo ngày hôm nay lên hình. Rất nhiều người ta cũng tò mò, người ta hỏi là ủa làm sao một vận động viên có thể làm một người dẫn chương trình được? Ở trên làng này thì cái gì cũng được hết, nhưng mà người ta không có thương vận động viên, người ta không có thương các bạn đến từ trường thể thao. Mấy đứa này thì chỉ là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển thôi. Cấp quản lý đang làm khó dễ những người có mong muốn đóng góp cho xã hội. Các bạn hát bài gì thôi, để hát bài khác cho coi nè. Ủa thôi hết rồi. Đây là... Không, bài đẹp hát. Ủa gì vậy, hết thử thách rồi, Không, không, bài đẹp hát cho vui. Ủa. Không, để hát bài đẹp cho vui. Bây giờ đến làm cộng mỗi người nha. 1, 2, 3. Quý vị thân mến, buổi tối mà để quý vị phải theo dõi những hình ảnh về bơi lội thì chắc là cũng hơi mệt mỏi đúng không ạ? Đang định đi ngủ thì lại nhìn thấy những hoạt động rất là mạnh mẽ. Và lý do tại sao chúng ta lại có những hình ảnh này trong buổi tối ngày hôm nay là bởi vì chúng ta sẽ cùng chào đón một nhân vật đen như ánh mặt trời đã thiêu rụi làn da của anh ấy trong những ngày bơi lội gần đây. Hãy cùng đến với vận động viên bơi lội thời kỳ cũ, nay được gọi là MC Quang Bảo. Dạ, xin được chào anh Tùng Leo, xin được chào quý vị khán giả của Studio H9. Ngày hôm nay thì có lẽ là lâu lắm rồi Bảo mới được mời tới một cái chương trình talk show với vai trò là một cựu vận động viên như thế này. Và những cái hình ảnh mà bơi lội vừa qua không chỉ của cá nhân Bảo mà còn của rất là nhiều những anh em trong hội bơi và những người bạn, một cái hội nhóm mà do Bảo cũng là các cựu vận động viên lập ra để mà chung tay làm một cái dự án dành cho cộng đồng, mà cụ thể hơn là dành cho các bé nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội để được học bơi. Ngày hôm nay tôi không có giới thiệu Quang Bảo là MC là bởi vì chắc là sẽ không có một MC ở Việt Nam nào mà đen một cách không đồng đều như Bảo ngày hôm nay lên hình. Rõ ràng là ánh nắng mặt trời nó hủy hoại làn da của bạn rất dữ dội. Dạ, yeah, chính xác. Dùng từ hủy hoại là để phù hợp với những người nào thích trắng. Nhưng đối với tôi thì đây là một trong những nét đẹp mà không phải ai cũng có. Nét đẹp của sức khỏe, nét đẹp của tình yêu đối với cuộc sống. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để cùng nói chuyện về điều đó. Và đầu tiên vẫn là gói câu hỏi nhanh dành cho khách mời tham dự chương trình nha. Câu số 1 dành cho Quang Bảo, bao nhiêu tuổi thì bắt đầu sự nghiệp thể thao? 7 tuổi. Câu số 2, số lượng huy chương tính đến thời điểm này? Không nhớ con số chính xác nhưng mà nếu mà cân ký thì khoảng đâu đó chục ký á. Câu số 3, số km bơi được tính tới thời điểm này? Nhiều quá anh. Thì tôi mới hỏi. Không biết đâu, mấy ngàn cây đó. Câu số 4, thành tích ấn tượng nhất với chính mình trong sự nghiệp vận động viên? Chiếc huy chương vàng của Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2010 đánh dấu cái sự trở lại và cũng giống như là một cái cột mốc rất là quan trọng. Câu số 5, dự án bơi lội gần đây nhất? Dự án bơi lội 100 cây tại Phú Quốc cùng với là các anh em trong hội bơi và những người bạn để mà gây quỹ cho các bé có hoàn cảnh khó khăn học bơi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những câu hỏi nhanh vừa rồi thưa quý vị. Đây là lần đầu tiên mình mời một người đến không phải để nói về chuyện anh ấy ở trong showbiz như thế nào, hoạt động ra làm sao trong lĩnh vực dẫn chương trình, mà là với tư cách của một vận động viên. 7 tuổi em bắt đầu bơi. Dạ. Đó là định hướng của gia đình hay là tự nhiên nên một ngày em phát hiện ra là em như con cá vậy? Tại vì cái ngày nè, năm 7 tuổi mà để đi bơi á, là lúc đó là tại vì Bảo học ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trường tiểu học, thì nhà Bảo thì ở lại ngay cầu Thị Nghè. Thì trên đường đi về sẽ đi ngang qua hồ bơi kêu. Bình thường thì mẹ sẽ chở đi về bằng xe máy, nhưng mà ngày hôm đó thì mẹ nổi hứng lên và mẹ đi đón bằng mẹ đi bộ đi đón Bảo. Thì trên đường đi bộ về thì đi ngang qua hồ thì Bảo thấy rằng là nó cho con đi bơi đi mẹ. Thì mẹ mới nói rằng là ủa con đâu có nói trước đâu, thì mẹ đâu có chuẩn bị đồ bơi cho con, làm sao mà được. Nó nói không sao hết, ngày hôm nay con có mặc quần chip. Thế là bạn nói ok, nếu mà con không ngại thì mẹ cũng chẳng có gì phải ngại. Thế là rồi ngày hôm đó đi bơi. Thì trong lúc bơi chơi như vậy thì mẹ mới ngồi nói chuyện với các phụ huynh ở trên bờ. Thì các cô mới nói rằng là thằng bé này biết bơi chưa. Thì mẹ mới nói là chưa. Thì nếu chưa biết bơi cho nó đi học bơi đi, để lỡ sau này nó đi chơi sông suối đồ này nọ thì nó còn biết bơi. Thì mẹ nghe cũng hợp lý, thế là mẹ cho Bảo đi bơi và từ đó con đường của Bảo bắt đầu. Nhưng mà học bơi xong thì tại sao lại trở thành vận động viên? Lúc đầu tính là học bơi xong cho khỏe thôi. Nhưng mà nhờ sự động viên của các thầy, thì thầy chủ nhiệm lúc đó thầy mới nói rằng là
nói với mẹ bảo là chị ơi, em thấy thằng bé này có khiếu, nó có khả năng để trở thành vận động viên. Chính vì cái sự phát hiện đó của thầy, thầy tên là Trịnh Hương Mỹ, mà bảo là trở thành vận động viên. Bà có thể chia sẻ với mọi người là nếu như bây giờ thì nhìn một cái đứa bé hoặc là nhìn một cái người bình thường á, thì làm sao biết người ta có khiếu bơi lội không? Thứ nhất là nhìn về tay chân, thường là tớ phải hơi dài chút xíu. Rồi thứ hai là nói về độ dẻo, tại vì bảo là một cái người mà có cái độ dẻo rất là tốt, bảo bẻ tay tất cả mọi thứ đều là có thể vượt quá cái mức bình thường. Và cái thứ ba là cái độ nổi, tại vì có những người khi mà xuống bơi á, thì người ta sẽ kiểu là bơi cứ bị chìm, nhưng mà bảo rất là nổi, tại vì thời điểm đó bảo rất là mập ốm. Thấy chưa? Trời đất ơi, người mập người ta cũng có thể trở thành vận động viên bơi lội cấp quốc gia, cấp quốc tế. Thì không có được kỳ thị người mập nghe chưa em? Không, mà chính xác đó, tại vì trong cái nguyên lý á, là những người nào mà có thân hình mẫm mỉm hơn thì người ta sẽ nổi hơn so với lại những người gầy. Thưa quý vị, ở đoạn đầu chúng ta nói một chút xíu thôi về cái phần khởi động, để chúng ta thấy được rằng là 7 tuổi chúng ta bắt đầu có được một vận động viên. Đến năm độ năm 20 tuổi thì vận động viên này bắt đầu có một cột mốc khác liên quan đến con đường giải trí. Và từ đó trở đi, cuộc đời Quang Bảo có nhiều thay đổi. Cho nên bây giờ sẽ là từ khóa mà chương trình dành cho Quang Bảo. Xin mời. Hoài Bảo U30. Tại sao lại là từ khóa này? Là bởi vì tôi muốn nhắc đến Hoài Bảo U20 của Quang Bảo. Thưa quý vị, có lẽ là một cái nhân duyên, vào năm 20 tuổi Quang Bảo thì tôi đã gặp gỡ bạn này và phát hiện ra bạn này có một cái tố chất có thể tỏa sáng ở trên con đường giải trí. Và lúc đó thì Bảo được giải nhất toàn quốc của cuộc thi tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam Hot VTeen của tạp chí VTM. Dạ. Thật sự thì cái năm đó đến với cuộc thi nó là một cái sự tình cờ. Thực ra Bảo chưa bao giờ nghĩ là Bảo sẽ tham gia bất kỳ một cuộc thi gì liên quan tới giải trí hết. Bởi vì Bảo không biết cái gì về giải trí thời điểm đó. Nói thiệt là như vậy, mình không có tài năng gì hết. Không lẽ lên trên sân khấu với sách cái phao ra rồi mình bơi, đúng không? Tại vì mình hát thì cũng không hay, mà mình diễn kịch cũng không biết diễn như thế nào. Nhưng mà rồi có một cái cơ hội là khi mà Bảo lên trường đại học thể dục thể thao để mà đăng ký học đại học. Tại vì do lý do là Bảo đi tập huấn rất là nhiều năm, cho nên Bảo đi học đại học trễ hơn so với người khác. Thì khi mà gặp lại những người em học cùng cấp 3 với mình, thì mình nói chuyện với họ về cái cuộc sống của họ như thế nào ở trên trường đại học. Thì họ nói rằng là ở trên làng này thì cái gì cũng được hết, nhưng mà người ta không có thương vận động viên, người ta không có thương các bạn đến từ trường thể thao. Mọi người luôn luôn có một cái định kiến với vận động viên thể thao, và nói rằng là à, mấy đứa này thì chỉ là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển thôi, chứ chả được gì hết. Thì khi mà mình nghe đứa em mình nói như vậy thì Bảo mới cảm thấy chạnh lòng. Tới cái thời điểm đó là năm 2010 rồi, đã có rất nhiều những vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài rồi, đã có rất nhiều vận động viên đã đem vinh quang về cho quốc gia rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn tiếp tục được nghe những cái điều như vậy? Thì chính vì thế Bảo quyết tâm là thôi bây giờ mình không có cái gì hết, nhưng mà bởi vì đây là ít ra là một cái sân chơi, mình được đứng trên một cái sân khấu và mình có được một vài phút để mình được nói ra cái điều mình suy nghĩ, thì mình là cái đi thi. Lúc đó đi rằng là chỉ để mong muốn cho mọi người thấy rằng là à, vận động viên họ cũng có thể làm được những công việc khác nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mọi người hãy cho họ cơ hội. Chứ mọi người đừng có vì rằng là thấy họ là vận động viên rồi mọi người đóng hết tất cả những cánh cửa cơ hội đến lại với họ. Cũng một cái cuộc thi nữa rất là rõ nét tạo ra giá trị Quang Bảo sau này, đó chính là cuộc thi Én Vàng. Với Én Vàng thì Bảo được giải bạc, đúng không? Dạ. Cái cuộc thi đó nó có giá trị gì với con đường của bạn? Thật ra là Bảo đến cuộc thi đó cũng rất là tự nhiên. Tại vì năm đó thì Bảo không biết tại sao Bảo lại được mọi người xếp vào cái bảng toàn năng, mà cái bảng đó là giống như là khủng long trong nghề đi thi vào cái thời điểm đó. Tại vì tất cả mọi người trong cái bảng đó ai cũng đã làm nghề rất lâu, mà tới cái thời điểm đó thì đúng ra là Bảo đi làm nghề mới chừng được chừng 3 năm hơn thôi à. Nhưng mà cái điều có lẽ là may mắn nhất là cái sự đón nhận của khán giả, cái sự đồng cảm của khán giả, cho nên là Bảo đã được mọi người nhận biết nhiều hơn thông qua cuộc thi đó. Có phải vì công việc dẫn chương trình đi theo hướng giải trí nó cũng chỉ có một giai đoạn, cho nên là bạn buộc phải nghĩ đến chuyện thay đổi công việc cũng như hình ảnh của mình trong thời gian sắp tới? Bảo cũng chưa bao giờ nghĩ là mình thuộc về thế giới giải trí cả. Bảo chỉ nghĩ rằng là đúng với cái thời điểm nào mình làm được cái gì tốt nhất thì mình sẽ làm cái việc đó thôi. Nói cái điều này ra không biết là chắc là Bảo chưa bao giờ tâm sự cái điều này. Bảo không phải là một người có cái mưu cầu là Bảo trở thành một người nổi tiếng. Bảo đến với nghề một cách rất là tự nhiên, là lúc đó là chỉ muốn kiếm việc làm thêm. Và may mắn là được tổ nghiệp thương, may mắn được anh em bạn bè đồng nghiệp quý mến, thì Bảo còn được làm công việc này. May mắn là mình đã có được như ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ mình đã được cho rất nhiều rồi, vậy thì bây giờ mình có thể làm được gì trả lại cho xã hội. Ngày xưa
bảo là vận động viên. Bảo đã trả lại cho cái công việc là vận động viên với cái việc chứng minh rằng là vận động viên nó làm được rất là nhiều thứ khác. Vậy thì bây giờ mình được cho nhận về của cải, về vật chất, về tất cả mọi thứ. Vậy thì mình có thể làm điều gì lại cho xã hội? Thì đây là cái điều mà Bảo đang rất là mong muốn ở cái hoài bão U30 Bảo có thể làm được. Đoạn nãy giờ là chúng ta nói về những năm 20 tuổi của anh chàng này đúng không ạ? Yeah. Thật ra thì tới bây giờ anh vẫn chưa 30 một cách cụ thể nhất. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình dùng từ U30 là đúng rồi. U30, under 30. Thì U30 lần này Bảo đang nghĩ đến những vấn đề gì nè? Bảo kể cho mọi người nghe nè. Đó là Bảo sẽ làm được một cái điều gì đó cho xã hội bắt đầu từ bây giờ. Tại vì đúng là 30 là một cái cột mốc chuyển giao rất là thú vị. Thì cái hoài bão mà lớn nhất cái năm này của Bảo và về sau nữa, về lâu về dài luôn, là sẽ cùng với lại rất nhiều những cựu vận động viên bơi lội làm thế nào để mà giảm tỷ lệ trẻ chết đuối tại Việt Nam xuống ở mức thấp nhất. Thưa quý vị, vừa rồi thì Quang Bảo cũng đã đi có một cái chuyến đi rất là đặc biệt ở Phú Quốc cùng với những người bạn của mình để làm điểm khởi đầu cho dự án lâu dài mà Quang Bảo đang theo đuổi cho việc xóa mù bơi cho trẻ em ở Việt Nam. Khi mà có những cái ngày tháng này á, bây giờ nhớ lại á, thì bạn thấy là cái điều kinh khủng nhất bạn đã đi qua trong những ngày tháng đó là gì? Nhiều nỗi lo lắm. Tại vì mình không biết rằng là, không phải là của riêng Bảo đâu, cái này nó lo chung của tất cả các anh em luôn, là không biết là cái điều mình đang làm nó có được mọi người hưởng ứng hay không. Rồi liệu rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ về mặt sức lực, về mặt tinh thần, về mặt tài chính để theo đuổi một cái chặng dài hơi như vậy hay chưa. Rồi khi mình làm cái điều này ra thì liệu rằng nó có đạt được những cái mục tiêu mà tất cả các anh em đã đặt ra trước đó hay không. Cứ mỗi lần nhảy xuống biển, tất cả anh em đều quay ra và hỏi vui với nhau một câu là tại sao mình lại làm điều này. Tới những cái ngày thứ ba, thứ tư á, nó mệt dữ lắm. Nắng nè, muối nè, rồi gió nữa, tất cả mọi thứ nó gộp lại và gần như đôi khi nó muốn đánh gục tinh thần của các anh em. Nhưng mà các anh em nói rằng là không được, mình đã quyết tâm mình làm cái điều này rồi, và cái điều này mình làm là vì cho mấy đứa nhỏ, cho nên làm sao mình phải cố gắng mình đạt được cái điều này. Có những lúc anh em nghĩ là thôi hay là bây giờ mình bơi 90 cây thôi, rồi để 10 cây cuối mình về trong hồ mình bơi, hay là 20 cây cuối mình về hồ mình bơi cho mọi người bơi chung nhau cho nó vui đó cũng được. Nhưng mà cuối cùng cũng nói nhau rằng là không, đã đề ra cái gì rồi là phải cố gắng làm cho được cái đó, để minh chứng cho mọi người thấy được một cái điều rằng là à, đây là cái công việc nghiêm túc, chứ không phải là anh em nói ra chơi cho vui rồi cuối cùng bắt đầu là mới kêu gọi mọi người đồng hành vào. Cái điều đó không phải là như vậy. Cái này phải uống nè. Tại vì rõ ràng là đề ra cái gì thì phải làm cái đó. Tôi nghĩ đó là một trong những cái điều rất quan trọng của một người sống có trách nhiệm trước cái đã. Sau đó là cái sự nghiêm túc mà mình muốn mang đến cho bất cứ một cái dự án nào mình làm. Bởi vì trước mắt mà nếu mà bản thân mình còn không vượt qua được chính cái sự đề xuất của mình ban đầu thì rất khó có người tin rằng mình sẽ làm được điều gì đó trong tương lai. Cái chuyến đi này của bạn nó có quá mạo hiểm không? Bởi vì rõ ràng là thứ nhất là điều kiện tự nhiên là một trong những điều kiện chúng ta không hề biết trước chuyện gì sẽ diễn ra. Thứ hai là đây là một trong những hoạt động tự phát, nó không có bất cứ một cái sự chuẩn bị chu đáo nào của bất cứ một cái đơn vị hỗ trợ nào hết. Thật sự là anh em phải tính rất là kỹ khi mà tham gia vào cái chuyến này. Nhưng có cái ngày là sáng ngày thứ hai mà bữa giờ chưa dám kể. Bữa giờ không có dám post Facebook. Tại vì thật sự đây là giống như anh Tùng nói, cái gì mình tự phát mình làm á, mà lỡ mà nó có một cái gì mà nó xảy ra thôi thì là coi như nguyên cái dự án nó dẹp luôn. Thì cái ngày sáng thứ hai bơi là cái ngày mà anh em lo lắng nhất, là bởi vì lúc đó là bình thường là ba anh em đang bơi gần nhau, nhưng mà ngày đó có một cái anh là anh lên uống nước, xong anh kêu thôi mấy anh em bơi lắp sắp trước đi rồi anh đi theo. Thì anh bơi sau như vậy thì độ đoạn 10 phút đầu thì Bảo vẫn quay lại Bảo nhìn, là bởi vì thường là cứ khoảng cách 5 phút 10 phút những người ai bơi đầu tiên á là sẽ phải quay đằng sau lại coi là những người đằng sau như thế nào, có cách xa lắm không, nếu xa là phải đợi. Thì 10 phút đầu thấy bà ảnh vẫn ở đằng sau mình thì thấy vẫn là ok thì bơi tiếp. Thêm 10 phút nữa quay lại tự nhiên mất tiêu ảnh, mà mất cái này là mất thực tế luôn, là Bảo với lại cái anh còn lại là phải đứng lại cái chỗ đó mà là chống tay ngồi lên phao để mà quan sát xung quanh cái khu vực đó mà không hề thấy anh đó đâu hết. Xong rồi bắt đầu là hơi lo, nhưng mà vẫn cố gắng nói với nhau rằng là không sao hết, anh có kinh nghiệm mà. Thế là bắt đầu là anh cano anh lái, anh chở hai anh em đi ngược lại không thấy, ngược lại xa hơn cũng không thấy, đảo quanh cái chỗ đó 15 phút 20 phút không thấy. Và thật sự lúc đó là
trong lòng anh em nó vừa lo nhưng mà nó vẫn có cái niềm tin là sẽ không có gì xảy ra. Tự nhiên lúc đó mà thấy có một cái phao bồng bềnh. Chính xác. Lại chắc chết. Chính xác. Đó là cái điều mà anh em sợ nhất. Thà là thấy người thì không sao, chứ nếu mà tự nhiên thấy cái phao của ảnh trên vên mà không có người là kiểu gì cũng có chuyện. Thì anh em nói chuyện trời nói là còn dẫn nói. Lúc đó là anh em chỉ nói rằng là đừng có thấy cái phao nha, đừng có thấy cái phao nha. Còn phao là còn hết. Đừng có thấy cái phao không mà không thấy người. Nhưng mà cuối cùng là ổng đi đâu? Ổng lệch một bên, cho nên ảnh lệch thẳng qua bên này luôn. Mà bên cạnh đó cái dòng chảy nữa, ảnh mà đã lạc ra khỏi cái dòng chảy đó rồi thì ảnh đôi khi lại rơi một cái dòng chảy khác và nó đẩy nó đi luôn qua bên đây. Mà thật sự lúc đó là anh em gặp lại ảnh là rất là mừng. Từ lúc đó về sau là mấy anh em quyết định là sẽ không có cái chuyện mà là đứng uống nước bao lâu cũng được, nhưng mà chắc chắn là sẽ đợi chứ không có chuyện mà để cho một ai đó bơi một mình hết trơn. Chúng ta có thể không phải là người có thể bơi được 10 cây số một ngày, nhưng nếu mà chúng ta cùng chung tay với những vận động viên như Quang Bảo và bạn bè của anh ấy thì con số 100 cây số bơi lội vì trẻ em chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh với sự chung tay của nhiều người. Vậy thì ngày hôm nay bạn có muốn nói gì với khán giả không ạ? Thật sự thì đây là cái mong muốn mà chỉ thay mặt cho các anh em nói chung thôi. Là cái mong muốn của các anh em á là làm thế nào để mà cho trẻ em ở Việt Nam, trên khắp Việt Nam của chúng ta luôn, dẫu là ở đồng bằng hay là ở miền sông nước hay là ở khu vực đồi núi, cũng có khả năng tiếp cận với cái việc là thứ nhất là phải biết bơi, ít nhất là phải được 25 mét, thứ hai là phải biết được những cái biện pháp phòng chống đuối nước. Tại vì rõ ràng cái tỷ lệ trẻ em cái đuối Việt Nam chúng ta quá cao. Tỷ lệ trẻ em cái đuối Việt Nam chúng ta hiện giờ đang là gấp 10 lần so với các nước phát triển, mà cái đây là chỉ là nói về trẻ em thôi nha, chứ chưa nói về người lớn. Thì rõ ràng đây là một cái thực tại mà gọi là cái nỗi đau của rất là nhiều gia đình. Nếu thực sự đồng lòng với nhau, cái chuyện làm không hề khó đâu, nhưng mà quan trọng là ta có muốn làm hay không. Đừng có sợ con mình bị đen, đừng có sợ con mình bị viêm tai một cái đoạn ngắn nào đó. Tại vì thật sự là cái đó mình chữa được, nhưng mà tới lúc mà con mình không biết bơi mà lỡ như có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra đó thì lúc đó là không còn cứu được nữa. Như dân gian của chúng ta vẫn hay nói, thưa quý vị, là người ta sợ lửa hơn sợ nước, nhưng mà là chết đuối nhiều hơn chết cháy. Là bởi vì chúng ta không quan tâm. Hy vọng là ngày hôm nay với cái phần trò chuyện của một vận động viên và có một chút ảnh hưởng về mặt hình ảnh của mình với thế giới giải trí thì cái lời này nó sẽ lan tỏa được nhiều hơn. Và rõ ràng là ngày hôm nay tôi rất vui bởi vì đã lật mở được một chân dung khác, một Quang Bảo mà tất cả mọi người vẫn quen mặt là một MC, để thấy được rằng là đây là một vận động viên. Cốt lõi của một vận động viên vẫn còn y nguyên ở trong con người của anh ấy, với những gì anh ấy nói chuyện và đặc biệt là mong muốn của anh ấy dành cho xã hội những điều rất là tươi đẹp. Nãy giờ chúng ta nói chuyện bơi lội hơi nhiều phải không thưa quý vị? Ở phần sau, phần mật mã giải trí thì Bảo sẽ phải bơi lội trong những thử thách của chương trình. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Dạ vậy, 4 cái thăm. Dạ. Nhiệm vụ của em đơn giản thôi, không có bóc cái gì hết trơn á. Này của em 4 cái hết. Rồi không được chọn luôn lượt thôi. Cái chương trình gì mà có trò chơi nó đơn giản, có nghĩa là không có ép buộc cái gì hết, có nhiêu làm bấy nhiêu thôi. Không cần lựa chọn đúng không? Lựa chọn làm hết. Lo lắng quá, nãy em vô em thấy biên tập em cũng vẫn cũng là biên tập chương trình của em nè. Ác lắm. Ác dữ lắm, cho nên là diễn lại phân cảnh gửi thiệp cưới cho người yêu cũ Linh Đan, Diệu Nhi trong chiến dịch chống ế. Trời sao nhớ trời. Ủa đi ráng chịu chứ bây giờ thử thách mà. Nói trời. Chung là bây giờ chỉ cần tưởng tượng ra là có một cái người yêu cũ ngồi ở đây, em làm cho người ta tưởng lầm là em tới để em nối lại tình xưa. Nhưng mà thật ra cuối cùng là em tới để em năn nỉ người ta đi đám cưới của em cho đủ một bàn 12 người yêu cũ. Một bàn 12 người yêu cũ. Tôi nghĩ đối với Quang Bảo chắc phải 10 bàn. Chết nữa, vô gì. Ok. Em à. Nhưng mà ngang căng quá vậy. Anh có thể diễn đến Diệu Nhi được không? Em à. Em khỏe không? Vậy là được rồi. Ngày hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện rất là quan trọng. Nhưng mà thực sự điều này anh không biết nói thế nào hết. Thôi đây, có một cái này. Anh rất là hy vọng là khi mà em cầm cái điều này trên tay, em sẽ nói lời đồng ý. Bởi vì sự xuất hiện của em rất là quan trọng đối với anh. Rồi anh đừng nói anh cưới em nha. Em không thích nhận cưới vào ngày hôm nay đâu.
Em vẫn vui tính như ngày nào. Thật sự đây là thiệp cưới của anh. Thiệp cưới của anh sao nó nhỏ dữ vậy anh? Kiểu sắp mới nó lạ vậy đó. Ừ, nhưng mà một cái thiệp cưới của anh ta chắc gấp 8 lần như vậy đó. Nhưng mà quan trọng là tâm lý. Thiệp cưới chi? Đã chia tay rồi mà còn người mời đám cưới, tưởng quay trở lại với người ta, hóa ra đi mời đám cưới. Thực ra anh nói với em rồi, cái sự xuất hiện của em rất là quan trọng là bởi vì sao? Là bởi vì chỉ khi mà em xuất hiện thì cái bàn người yêu cũ của anh mới đủ thôi. Làm đám cưới anh một bàn nhiêu người vậy? 12 người. 12 người, 12 người yêu cũ. Mời đủ 12 người yêu cũ. Đúng rồi. Để đi đám cưới của mình. Rồi bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ? Nữ hết em à. Thiệt không? Trời ơi. Đó, nhiều khi mình chỉ dừng lại ở đây thôi. Bật mí những bí mật nhỏ nhỏ thôi. Gì? Tái hiện phần thi đã giúp Quang Bảo chiến thắng Hot VTV 2010. Đồng ý. Bài trong vòng chung kết mà vẫn nhớ đó là Và Tôi Cũng Yêu Em. Mày giờ em hát sao Đức Huy. Cho anh nở mày nở mặt với mọi người nha. Sau 10 năm hơn rồi nha Quang Bảo nha. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe giọng hát trữ tình của nam ca sĩ Quang Bảo. Thôi tiếp đi, có giới thiệu nữa. Anh giới thiệu lại rồi là người ta đang nghe cái lời giới thiệu của anh xong người ta hát người ta bị rớt nên hiểu không? Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Các bạn đi khó hát thiệt á. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm, canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mì. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Rồi hết bài rồi đó. Ôi hay quá em ơi. Anh thôi đi anh. Luôn á, sau 10 năm em hát vẫn hay như vậy luôn. Thôi đi anh ơi. Hát bài khác đi. Em biết mày hát bài gì thôi. Để hát bài khác cho coi nè. Ủa thôi hết rồi. Đây là... Không, bài này em hát, bài này em hát. Ủa gì vậy, hết thử thách rồi, hết thử thách không, rồi. Không, bài này em hát cho vui. Ủa. Không, để em hát bài này cho vui. Thấy chưa, âm nhạc nó rất là quyến rũ thưa quý vị. Đến một người hát tệ như Quang Bảo mà cũng còn muốn hát tiếp. Nghỉ luôn anh, nghỉ luôn. Trời ơi, cover lại một đoạn nhảy bất kỳ. Vì em biết nhảy gì? Em nhảy cái gì Thái Lan của em đó, em đại sứ Thái Lan mà. Thì đó là quý nhảy. Quý vị cũng chưa biết một điều, Quang Bảo chính là đại sứ du lịch Thái Lan tại Việt Nam. Và nếu như ngày hôm nay một điệu múa Thái Lan mà anh ấy cũng không làm được thì không có ai đi du lịch Thái Lan cái gì ở đây nữa hết á. Không phải, nhưng không mà ý là múa. À đúng rồi, Thái Lan. À đúng rồi, thì ok. Trời ơi, cho ta coi lại đi, không ta không có nhớ luôn á. Thôi, bây giờ mình phải tưởng tượng thôi. Bây giờ nếu mình muốn y chang thì còn cái gì là phiên bản riêng của Studio H9. Nhưng mà không có nhớ, cho cái đó không phải luyện tập ở đây, không băng ôm võ liền. Không có cần. Bây giờ mình bằng cái đầu của mình và cái sự nhanh nhạy của mình. Mình là ai, mình là người dẫn chương trình mà, đúng không? Mình phải nhanh nhạy lên, mình phải biết phản ứng nhanh, đúng không? Mở nhạc lên quý vị. Cuối tuần đi chơi, Bangkok đang đợi. Vua đi theo gia trang ngoài Phuket, thúc thúc mang toàn là hạnh phúc. Wanna go to Thailand, cuối tuần sẽ đi Thái Lan, cuối tuần Thái Lan. Wanna go go. Quên đi. Tiếp đi. Wanna go go. Quá nữa. Dẻo lắm á giỡn. Wanna go go. Nara ka. Wanna go to Thailand, wanna go go. Wanna go to Thailand, wanna go go. Wanna go go. Wanna go go. Bay Thai, 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 Thai. Nhớ lộn nhảy lộn lum ra hết trơn rồi kệ đi.
như một cái bài nhảy vừa rồi, quý vị thấy là đất nước Thái Lan, ngành du lịch Thái Lan đã lựa chọn rất là đúng người đi đại sứ du lịch đúng không ạ? Bởi vì nhảy rất là Thái Lan, nhìn là biết từ Thái qua liền. Và như quý vị cũng đã thấy là ngày hôm nay cố tình đưa ra những lĩnh vực khác nhau của giải trí để Quang Bảo tặng cho quý vị một khoảnh khắc vui nhộn trong đêm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mật mã We Do, một trong những phần luôn luôn được chờ đợi của chương trình Sự Án Chính Hẹn Cuối Tuần. Xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ gặp lại ngay. Bây giờ sẽ là mật mã We Do của chúng tôi dành cho Quang Bảo. Xin mời. Công tác xã hội. Đối với Quang Bảo thì tôi rất là muốn nói về lĩnh vực này, bởi vì rõ ràng là một trong những đóng góp mới nhất của Quang Bảo đó chính là việc kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ cho trẻ em Việt Nam biết bơi. Và chúng ta sẽ nói về công tác xã hội. Nhiều người nghĩ rằng công tác xã hội là một cái lĩnh vực của nhà nước. Hoặc là của những cái tổ chức phi chính phủ, nói chung là phải là những tổ chức lớn. Và chúng ta chỉ là người hưởng ứng thôi, chứ không nên là người bày ra. Bảo thì không bao giờ nghĩ cái chuyện đó là phải thuộc về một cái cơ quan nào cả, hoặc là của nhà nước, riêng vì nhà nước. Đã là công tác xã hội thì ở trong cái chữ này là xã hội đã phải có cái phần trách nhiệm ở trong đó rồi. Tại vì để từ ở trên đi xuống thì sẽ phải mất một cái khoảng thời gian rất lâu. Vì thì nếu như chúng ta có thể rút ngắn được cái thời gian đó thì tại sao chúng ta lại không làm cái chuyện đó? Đối với những người không có quen làm công tác xã hội, họ sẽ nói rằng là tôi lo cho thân tôi còn không xong, tại sao tôi phải đi lo cho người khác? Thực ra mình cũng hiểu, tại có những người là tại vì đó, cuộc sống họ chưa có đủ đầy thì sẽ rất khó để mà bắt buộc họ phải làm những cái công việc vì người khác. Nhưng mà rõ ràng cũng có rất là nhiều người họ trong tay không có bất kỳ một cái gì cả, nhưng họ vẫn chấp nhận dành thời gian, dành công sức của mình để mà làm cái điều tốt đẹp cho xã hội. Nếu như mà tất cả mọi thứ của chúng ta trong cuộc sống này đều quy về cái giá trị là tiền bạc, vậy thì còn ai làm những cái điều tốt đẹp cho cuộc đời này nữa? Mà không lẽ không ai làm thì chúng ta lại không làm luôn? Thì sao? Đúng không ạ? Cho nên bao nghĩ là mình làm được cái gì mình làm. Sức mình được tới đâu thì mình làm tới đó. Mình có ít mình làm ít, mình có nhiều mình làm nhiều. Nhưng mà cái sự san sẻ luôn luôn là cái điều mà bao nghĩ là chúng ta cần phải có trong cái cuộc đời này. Thông thường thì cái đối tượng hay thực hiện công tác xã hội nhiều nhất, được biết đến nhiều nhất, đó chính là nghệ sĩ. Vậy thì công tác xã hội với những người nghệ sĩ có cái sự ăn xăm qua lại như thế nào đối với Bảo? Thật sự khi mà Bảo tham gia vào dự án này cùng với các anh em á, thì Bảo thấy là đúng là khi mình làm trong lĩnh vực truyền thông là mình có cái lợi. Cái lợi của mình là được nhiều người biết đến. Và cái lợi của mình là cái cách mình nói ra thì ít nhiều nó cũng có được cái sự tin tưởng nào đó đối với một số bộ phận, những người theo dõi mình. Thì đó là một cái lợi thế rõ ràng, và mình cũng sẽ có cơ hội để mà tiếp cận được với nhiều nguồn hơn nếu như mình làm tốt. Nhưng mà Bảo cũng nhìn thấy được cái mặt trái của nó, là nếu như mình làm không cẩn thận thì rõ ràng nó sẽ là một cái con dao, nó đôi khi nó giết chết luôn cái sự nghiệp của mình. Nhiều người đã dùng truyền thông để giúp cho mình đạt được điều này điều nọ thông qua những công tác xã hội như một hoạt động trá hình. Hoặc là ví dụ như là cái công tác quản lý của nhà nước đã bị truyền thông làm cho méo mó, để mọi người nghĩ rằng là cấp quản lý đang làm khó dễ những người có mong muốn đóng góp cho xã hội. Thực sự là Bảo nghĩ là thực ra trong cuộc sống hiện tại thì bất cứ một cái lĩnh vực gì thì cũng sẽ đều ít nhiều bị chi phối bởi truyền thông. Mà chúng ta cũng là thấy được một cái chuyện rằng là lĩnh vực gì thì cũng sẽ có mặt tối và mặt sáng của nó, thì truyền thông cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta biết sử dụng truyền thông cách đúng thì chắc chắn là những cái thông điệp của chúng ta đưa ra sẽ được mọi người đón nhận, và cái tâm của chúng ta sẽ được mọi người thấy được cái chuyện đó. Thực sự thì Bảo nghĩ là ngày hôm nay là Bảo rất là may mắn khi mà cái chủ đề của Bảo phù hợp với lại We Do. Bởi vì như Bảo nói, hoạt động xã hội là cái điều mà tất cả chúng ta đều có thể làm. Chúng ta không phải cần phải là một doanh nhân hay là một nghệ sĩ thì chúng ta mới có thể đóng góp được nhiều cho xã hội. Quan trọng là cái tấm lòng của mình và cái mong muốn của mình, là liệu rằng cái điều mà chúng ta đang làm, cái hoạt động xã hội chúng ta đang tham gia, có làm cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vui hay không, và có làm cho cuộc sống chúng ta trở nên ý nghĩa hay không. Nếu như tất cả những câu hỏi đó quý vị đặt ra mà đáp án đều là có, thì quý vị hãy cùng với chúng tôi xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Một buổi tối cuối tuần để chúng ta không chỉ nói về những hoạt động cá nhân, những hoài bão nhỏ bé, mà là câu chuyện lớn hơn, câu chuyện của những hạt cát, những hạt muối nhỏ bỏ vào trong biển lớn. Đó chính là biển xã hội, nơi tất cả chúng ta đều mong muốn tất cả chúng ta cùng nhau hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình lần này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
để cho mình tỉnh hay sao á. Wow, sợi giống bánh giò quá. Bánh giò mà có đường anh đi. Nó kêu là chỉ ăn một góc vậy thôi, đó. Anh không một... nói. Vừa bãi rồi chứ. Trời đang mưa, ngoài này mưa suốt và bơi ngoài biển thì vừa mưa, sóng thì cao và gió. Còn nếu như không có mưa thì nắng chiếu, bơi dưới biển, bơi tầm khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng lên là da ai nấy thì phồng rộp và rác hết. Trước khi tham gia cái sự kiện này thì Huy có bị chật vai, chật bả vai thì cũng may là một hai ngày đầu thì mình bơi cầm chừng, cũng theo được anh em thì nhờ cái hỗ trợ của anh em á thì cũng đỡ và hoàn thành cùng với anh em. Tới thời điểm hiện tại thì có cảm giác là không còn đau nữa và có thể tiếp tục bơi được nữa nếu cần. Giờ khi bơi trên biển á là một cái hệ số luôn thay đổi từ dòng chảy, gió, sóng cho tới thời tiết nắng mưa thất thường. Vậy là nhóm phải ngưng hết một ngày là ngày thứ năm, thì thứ nhất là mưa quá lớn và hôm đó Di cũng sốt, anh Nam cũng sốt, thì hôm nay mọi người kết thúc ngày thứ 8 là trong là 7 ngày bơi 100 km. Mà đúng là nếu chỉ có một mình ai đó trong mấy anh em thì cũng sẽ rất là khó làm được cái điều này, bởi vì trong suốt những ngày vừa qua là anh em đều cố gắng vì nhau. Có những lúc người này mệt, người kia kéo, những lúc Bảo mệt thì anh Duy, anh Huy là cái người mà kêu là thôi cố lên, ráng chút xíu nữa thôi, một chút nữa thôi. Để việc đỡ được ngày hôm nay thì những ngày hôm sau sẽ đỡ rất là nhiều. Sợ anh lắm, không biết đó là lý do gì. Thì tới chừng hơi mình ra mình diễn thật, mình phối hợp với bạn diễn không có được. Mà mình không tập thật, tới chừng mà biểu diễn ấy, nó ép tim ạ. Nó bị ép tim ạ. Cái này có chứ không phải có, là mình lăn làm cái đùng xỉu ra máu lên oxy, oxy lên não không kịp. Anh Châu không có xuất hiện ở bất cứ một cái game show nào hết. Ngay cả vị trí giám khảo em cũng không thấy anh. Ủa, vậy, vậy là xong hả? Không có cam lòng, tôi không có cam lòng.